Thôi, chúng ta sẽ bắt đầu vào cái chương trình phần mềm. Chúng ta kích đúc vào biểu tượng của phần mềm trên màn hình. Chờ tí nha, chúng tôi kiểm tra lại tí xem. Rồi, ok các bạn, ta khởi động phần mềm. Chúng ta vào cái cơ sở dữ liệu của cái công ty chuyên về sản xuất sản phẩm. Rất là chậm, hôm nay internet rất là chậm. Các bạn thông cảm nhé, chờ tí để nó load lại đầy đủ cái. Xem cái nhật ký sự kiện to low video frame. Có vẻ như là được rồi sao nhỉ? Sao lại cứ phải nó trực tiếp cái này vẫn chạy này đúng không? Ngày hôm nay nó rất trục trặc rất nhiều thứ, nào là internet, nào là website. Được rồi ấy nhỉ. Rồi, có lẽ là ổn định rồi, đường truyền đã bắt đầu ổn định rồi. Chúng ta sẽ vào thực hiện một số các cái khai báo để làm sao mà làm được giá thành ở trên phần mềm nha các bạn. Đâu có một cái thôi chứ, cái trên cùng ấy, cái có ba phương pháp ấy, cái chưa, không, cái có ba phương pháp ấy, không không phải cái đấy hả? Cái đấy xóa rồi, em refresh lại đi, em cứ vào, vẫn vào đường dẫn đấy thì không thấy đấy, cái đấy, cái trên cùng đấy. Chúng ta nhờ các cái nhóm kế toán tí nhá, chúng ta nào, cái lượt xem nó tăng tăng lên tí trên
cứ đăng lên rồi các hội toàn báo spam này, các bà các hội là hiểu thông cảm cho anh em kế toán đấy. Giả sĩ cái số lượt xem trực tiếp nó khá khá thì tôi sẽ bắt đầu. Sẽ rất nhiều bạn quan tâm đến cái vấn đề này. Cái vấn đề mà lâu giờ kế toán vẫn đang rất là bức bí trong cái chuyện sử dụng một sản phẩm phần mềm mà không biết là sẽ phải làm như thế nào để làm được giá thành sản phẩm. Chúng ta bắt đầu nha các bạn. Cái đầu tiên là chúng ta xác định như này này, cái hệ thống tài khoản là cái mà chúng ta bận tâm đầu tiên. Cái đối với cái dữ liệu theo thông tư 200 này các bạn ạ, thì cái phần mà phần 154 này chúng tôi chia ra làm hai cái lĩnh vực, là lĩnh vực sản xuất sản phẩm, lĩnh vực thứ hai là cung cấp dịch vụ, thì cái này thường áp dụng cho công ty công trình. Các bạn có thể xem lại các cái video về chỗ công trình ấy thì các bạn sẽ biết được là cái chúng tôi làm số liệu vào cái tài khoản 152 này, 1542 này. Thế cái thứ hai nữa là hệ thống cái nguyên vật liệu để sử dụng sản xuất cho các cái sản phẩm này. Thế trong này thì chúng tôi có đưa ra hai cái sản phẩm. Nó là cái ví dụ cho các bạn thôi, là tấm trần nhựa A1 và phào, cái phào mà cái viền đi xung quanh cái ấy đấy. Ở đây cái nguyên vật liệu thứ nhất là chúng tôi kích đúc vào đây, chúng tôi sửa nhá. Các bạn lưu ý nhìn thì mà các bạn mới biết được là như nào. Đây là ví dụ như hạt nhựa. Hạt nhựa này nó làm gì? Nó được đưa vào ở trong quy trình sản xuất, và đưa vào quy trình sản xuất và nó sẽ được chạy ra cái tấm trần nhựa. Ở đây tiếp theo là chúng ta gọi là sơn ấy, cái màu sơn để có thể sơn vào cái tấm trần nhựa sau khi chúng ta làm xong chạy ra cái tấm trần nhựa ấy. Nhưng mà tôi cứ ví dụ nó là cái sản xuất sản phẩm hôm nay chúng tôi muốn nói cho các bạn, nó là quá trình sản xuất sản phẩm một công đoạn. Các bạn lưu ý nhá. Tôi sẽ ghi vào đây này cho các bạn hiểu được là làm sao mà tôi lại nói với các bạn này. Ngày hôm sau ấy thì chúng tôi sẽ nói cho các bạn cái tính giá thành của một cái đơn vị mà làm sản xuất sản phẩm theo nhiều công đoạn. Giống như một cái công ty sản xuất sản phẩm ấy. Các bạn thấy là như công ty dệt may đúng không? Hôm nay này, giá thành cho một công ty sản xuất
sản phẩm một công đoạn. Tức là ở đây này, đưa nguyên vật liệu vào thì cho ra sản phẩm, có nghĩa rằng không có dở dang cuối kỳ trên tài khoản 154, có nghĩa rằng là cứ đưa giả nguyên vật liệu vào thì lập tức nó trở thành nó sản xuất ra sản phẩm luôn. Nếu các bạn cảm thấy ấy thì các bạn có thể like và chia sẻ giúp mình. Rất nhiều bạn cần học liên quan đến cái sản phẩm này, cái phần mềm để làm sao mà các bạn làm được giá thành sản phẩm. Ở đây chúng tôi muốn nói là các bạn có 3 phương pháp. Đây, đúng không? Một, đầu tiên là cái phương pháp là một là trực tiếp. Trực tiếp tức là các bạn biết cụ thể sản phẩm, cụ thể nguyên vật liệu nào đưa vào bao nhiêu để sản xuất ra bao nhiêu sản phẩm. Phương pháp thứ hai là phương pháp định mức. Cái phương pháp định mức thì các bạn không biết là tiêu hao bao nhiêu nguyên vật liệu, đúng không? Nguyên vật liệu này, chỉ biết sản phẩm sản xuất ra ra là có bao nhiêu, xuất kho theo phương pháp định mức. Tức là chương trình phần mềm tự đưa ra cái nguyên vật liệu để đủ dùng sản xuất ra số lượng sản phẩm cho các bạn. Chúng ta kích vào đây cái cho nó gộp lại thành một đi nhỉ, gần đúng không? Đấy, ba phương pháp các bạn này: trực tiếp này, định mức này, phương pháp thứ hai là, ba là hệ số. Cái phương pháp này rất quan trọng các bạn này. Thứ nhất là các bạn có quá nhiều sản phẩm trong quá trình sản xuất. Các bạn không biết là sản phẩm đó tiêu hao bao nhiêu nguyên vật liệu. Các bạn cảm thấy mà nó hay thì các bạn giúp mình là like và chia sẻ đấy, nhiều người cùng cùng được học. Các bạn không biết sản phẩm đó tiêu hao bao nhiêu nguyên vật liệu, chỉ biết số lượng thành phẩm sản xuất ra. Thậm chí cái này cũng không biết định mức là cho từng nguyên vật, từng sản phẩm là bao nhiêu.
Ở đây các bạn chỉ biết rằng cái tỷ lệ cấu thành cho một đơn vị sản phẩm trong nhiều sản phẩm, đúng không? Chỉ biết rằng cái tỷ lệ cấu thành một đơn vị sản phẩm trong nhiều sản phẩm đó là bao nhiêu. Thế thì các bạn lưu ý này, các cái phương pháp này là những cái phương pháp tính giá thành mà hiện nay các doanh nghiệp đang loay hoay mà không biết nên làm thế nào. Ok các bạn nhé. Đầu tiên chúng tôi sẽ nói cho các bạn phương pháp trực tiếp. Còn thời gian chúng tôi sẽ nói tiếp định mức. Còn tiếp thời gian chúng tôi sẽ nói tiếp phương pháp theo hệ số. Vậy nên là các bạn để ý theo dõi trang fanpage của chúng tôi, vì chúng tôi sẽ làm liên tục vào 9 giờ rưỡi ngày hàng tháng, ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Thì chúng tôi sẽ đổi lịch, là trước đây chúng tôi làm là 9 giờ. Nhưng mà bây giờ chắc là phải sang là 9 rưỡi, thời gian 9 rưỡi các bạn rảnh nhiều hơn đấy. Đầu tiên nhá, thành phẩm này, các bạn nhìn thành phẩm nhá. Hai cái sản phẩm này các bạn biết được là xuất ra bao nhiêu sản phẩm, xuất ra bao nhiêu nguyên vật liệu để sản xuất ra sản phẩm, hai sản phẩm này. Đầu tiên phương pháp mà chúng tôi muốn đưa ra cho các bạn là phương pháp trực tiếp, tức là các bạn biết cụ thể cái sản phẩm, cái cụ thể cái nguyên vật liệu để đưa vào sản phẩm. Như vậy ở đây chúng ta vào xem vật tư hàng hóa xem. Đây, hạt nhựa. Thế cái việc đầu tiên của chúng ta là chúng ta nhập mua các cái sản phẩm, nhập mua các cái nguyên vật liệu, là mua hàng hóa dịch vụ này, mua hàng này nhá. Chúng ta làm một cái phiếu nhập mua. Các bạn lưu ý này, hôm nay chúng tôi sẽ làm về cái phần này, và cái phần này là các bạn phải để hết sức để ý, là chúng tôi sẽ trực tiếp thường xuyên đi hết tất cả các cái phần này trên video live trực tiếp cho các bạn. Chúng ta chọn một nhà cung cấp, là cái công ty vật liệu này cung cấp cho mình, là ở đây diễn giải là nhập mua này, nhập mua nguyên vật liệu. Ok các bạn nhé, chúng ta làm số liệu từ đầu năm nay 01/02/01 đi nhé. Ở đây chúng ta chọn cái loại vật tư hàng hóa này, tấm trần nhựa. Đây hạt nhựa. Chúng ta có thể lọc ở đây nhá. Nhựa này. Các bạn đánh vào đây nhựa. Đấy, thấy chưa? Nó sẽ lọc gọn lại cho các bạn. Đấy. Cái kho chúng ta nhập vào là kho vật tư hàng hóa. Ok, số lượng. Số lượng chúng ta làm mua 4.000 kg đi. Ra mua đơn giá là 40.000 đi. Cái hạt nhựa thì nó không giá nó không cao lắm. Các bạn kê thêm cái thuế giá trị gia tăng này, hóa đơn này, loại hóa đơn giá trị gia tăng. Chúng tôi đã làm nhanh chỗ này để các bạn biết là số hóa đơn đấy là 7 số các bạn nhé. Đấy, chúng ta mua hàng nhập mua trong nước, mã số thuế có rồi, chúng ta chọn ok. Chúng ta ở đây chúng ta thêm một cái loại hàng hóa nữa, chúng ta mua luôn sơn đi, đúng không, đỡ phải nhập đi nhập lại nhiều lần. Chúng ta chọn sơn này. Đấy, chúng ta có thể đánh vào chữ sơn để chúng ta tìm. Ở đây chúng ta mua luôn 50 kg sơn nhá, với 130.000. Đấy. Rồi ok. Ngày mùng 2 tháng 1 các bạn nhá, tức là sau ngày Tết dương lịch nhá. Rồi. Thế bây giờ chúng ta phải làm gì? Chúng ta xuất nguyên vật liệu để phục vụ sản xuất này, xuất nguyên vật liệu này. Phục vụ xuất này,
Thế thì các bạn sẽ hiểu ở chỗ này, tôi muốn nói thế này. Ở trong cái chỗ khai báo thành phẩm này này. Khi các bạn khai báo cái thành phẩm thì nó có hai đối tượng mà các bạn cần quan tâm. Chương trình sẽ tự động lấy ra cho các bạn cái này là một này. Cái đối tượng tập hợp chi phí này là hai này. Hai cái mã này nó tự động hết. Bạn thấy không? Khi bạn khai báo ở mã sản phẩm thành phẩm thì nó sẽ tự động thêm vào đối tượng tập hợp chi phí chính là chỗ này. Các bạn nhìn thấy không? Nó có luôn cả hai cái này. Vậy nên là chúng ta bây giờ nhá, chúng ta làm này. Xuất kho. Ta chọn thêm mới nhá, thêm mới chứng từ nhá. Bây giờ thế này. Trong cái phiếu xuất này ấy, thì chúng ta có này. Xuất theo định mức. Xuất theo hóa đơn và xuất theo phiếu nhập, chúng ta nói xuất theo định mức là ở cái phương pháp tính giá thành theo định mức này này các bạn này. Đây, cái này là xuất theo định mức này. Các bạn nhìn thấy không? Xuất theo định mức. Xuất theo phiếu nhập này. Chúng tôi giải thích đây tí cho các bạn nhá. Nhập là xuất cụ thể một phiếu nhập hoặc nhiều phiếu. Cái này áp dụng cho công ty kinh doanh xây lắp phải xây dựng nhá. Rồi ok. Tiếp tục này. Chúng ta xuất nguyên vật liệu để phục vụ sản xuất. À, thêm mới vào đây một ông nhân viên. Đấy. Đây các bạn này. Các bạn tên nhân viên là thủ kho đi. Tên như thế nha các bạn. Thêm mới phòng ban chưa có. Chúng ta kích vào dấu cộng thêm mới phòng vật tư. Rồi ok tài khoản chi phí chúng ta đánh vào 6271. Phòng vật tư chức vụ nhân viên đấy ông này nam đúng không, ông thì phải nam rồi đúng không, số chứng minh thư tiền lương ông này nộp theo cái hệ số lương hiện tại để tính bảo hiểm là 3,1 triệu đấy, chúng ta chọn thủ kho này rồi xuất kho diễn giải này xuất nguyên vật liệu phục vụ sản xuất sản phẩm. Ở đây nhân viên các bạn chọn luôn thủ kho cho nó nhanh đúng không? Ở đây chúng ta xuất ngày mùng 3 tháng 1 đi. Ở mùng 2 mua về mùng 3 chúng ta xuất này, xuất đầu tiên là xuất hạt nhựa này. Từ kho là kho nguyên vật liệu này. Các bạn nhìn thấy ở đây nhá, cái phần đây tồn kho đây, nó ghi rất cụ thể là bao nhiêu nhá. À, xuất vào để sản xuất thì là 621 này, các bạn chọn nhá, tài khoản có 152 nhá. Chúng ta xuất bao nhiêu nhỉ? Cái này lúc nãy là nhập về 40.000 cơ à? Thế thì chúng ta cứ xuất vào nó 20.000 đi nhá. Giá vốn không cần nhá các bạn, sau rồi tính phương pháp tính giá bình quân nó sẽ ra khoản mục chi phí các bạn chọn này. Nguyên vật liệu trực tiếp. Đối tượng tập hợp chi phí chúng ta xuất 20.000 ra để sản xuất tấm trần nhựa. Ok. Chúng ta xuất tiếp cũng là hạt nhựa này. 621. Chúng ta xuất tiếp 10.000 để sản xuất cái phào chạy vòng tròn ốp vào sát cái tấm trần nhựa đây các bạn. Đấy, chúng ta xuất này, đồng thời chúng ta xuất luôn sơn.
để phục vụ sản xuất thì sơn thì các bạn không biết là sẽ sơn cho thằng nào bao nhiêu, chúng ta sẽ phân bổ theo nguyên vật liệu nhá. 6272 đi, nó là chi phí vật liệu. Nó xem sơn là có bao nhiêu, hình như 50 kg, 50 ký sao nhỉ? Chúng ta xuất đến 13 ký đi nhá. Ở chỗ đối tượng tập hợp chi phí là các bạn xóa đi. Xóa chỗ này nhá. Vì cái này nó là không cụ thể cho sản phẩm nào, chúng ta chọn là sản xuất chung nhá. Thế cái này tùy các bạn vẫn có thể để ở đây là nguyên vật liệu. Thế thì nhưng mà đối với phần mềm chúng tôi thì kể cả các bạn để vào nguyên vật liệu mà không cụ thể cho sản phẩm nào thì nó vẫn có chức năng để phân bổ cái nguyên vật liệu không cụ thể cho sản phẩm nào. Thế các bạn yên tâm này, nhưng mà ở đây thì chúng ta đưa vào chi phí sản xuất chung cho nó tiện. Rồi xong chúng ta chọn lưu này. Đấy là phần thứ nhất. Phần thứ hai ấy, đầu tiên là xuất nguyên vật liệu có rồi đúng không? Chúng ta có phiếu chi. Phiếu chi là chi cái gì? Ở đây tôi đã lập sẵn một cái phiếu chi, nhưng mà hình như là làm vào tháng 8. Đây các bạn nhìn thấy không, chúng ta đưa vào cái chi phí là 6278 và nó là sản xuất chung. Thế thì tôi ví dụ như thế là cái chi phí thứ nhất này đã có này, có này, và chúng ta sẽ phải sửa lại cái chứng từ phiếu chi này tí nhá các bạn, sửa lại cái ngày của nó, bỏ ghi này, sửa này, sửa cái ngày mùng 4 tháng 1 đi nhá. Chúng ta làm giá thành tháng 1 thôi. À, đã có chi phí này, xuất âm này, đã có này, 621 là xuất này, nguyên vật liệu này, 627 này là chi phí chung này. Rồi bây giờ còn cái gì nữa, còn 622 đúng không? Thế chúng ta làm một tí về lương nhá. Đây các bạn làm lương này. Đầu cái tháng đầu tiên chúng ta vào phần lương này, nếu chúng ta cũng thích không làm phần lương ở đây thì không ảnh hưởng gì nhá. Các bạn chấm công đi. À, thêm mới đi. À, chấm công cho lương cho tháng 1 nhá các bạn. Đây cho tháng 1 đi nhá. Chúng ta bỏ cái tạo mới trên dữ liệu gốc đi. À, nó căn cứ vào cái tháng trước để nó ấy mà. Các bạn nhìn thấy không, cái ông thủ kho này ấy, là cái tháng 1 là có 31 ngày và nó tự động trừ các cái ngày chủ nhật ra này. Thế ông này mà ông làm tăng ca ấy, thì các bạn đánh dấu thêm vào đây, chọn thêm vào đây nhá. Còn không thì chúng ta như thế này thôi, chúng ta chọn lưu và đóng đi. Thế là chúng ta đã làm xong bảng chấm công nhá. Hôm sau chúng tôi sẽ có một cái video live trực tiếp cho các bạn, hướng dẫn cách các bạn làm cái bảng lương như thế nào. Nó có rất nhiều các cái tính năng mà các bạn cần ở đây, nó còn làm còn dễ, rất là dễ. Ông này là ông làm theo cái bảng lương thời gian nha các bạn. Lương là tính cho ông này là lương theo thời gian. Đây hệ số lương ông này, đơn giá ngày công của ông này chúng ta đánh vào là đơn giá ngày công của ông này là 500.000 một ngày. Thế các bạn thấy nhìn thấy là ở đây nó đã tính ra cho các bạn này 26 công nhân 500.000 ấy, nó ra 13 triệu. Tuy nhiên cái bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ở đây ấy, là cái thuế thu nhập cá nhân là thuế của ông này, còn cái bên trước cái này là nó tính theo cái lương cơ bản này các bạn này nhá, cái lương cơ bản này này, chứ không phải nó tính theo cái lương cái này nhá.
Còn cái thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân thì đương nhiên rồi. Ông này vượt quá cái khung quy định của nhà nước. Chúng ta chọn lưu này. Đây. Thế lúc nãy là chúng ta làm cái phòng ban này. Đây, phòng vật tư này nhá. Ta đưa cái khai báo lại cái tài khoản này là 622 để nó hạch toán vào cái chi phí vào 622 mà các bạn. Đây nhá, chúng ta hạch toán này. Thế thì cái chỗ này phần mềm nó tự động nó hạch toán cho các bạn vào các cái tài khoản. Tuy nhiên là các bạn để ý nhá. Không phải đến hôm sau làm phần mềm xong rồi chả biết là cái toán nào. Đây các bạn nhìn thấy không? Chúng tôi đổi lương ở trong đổi cái tài khoản ở trong phòng ban thì đây nó tự động nó lấy ra nó định khoản là 622 nhá. Ok các bạn chọn lưu này. Đây chúng ta hạch toán vào ngày ghi sổ là 3 31 tháng 1 đi nhá. Làm vào cuối tháng. Ở đây chúng ta còn một cái nữa là chúng ta chọn sửa này. Đối với cái khoản này ấy, thì các bạn phải chọn cái khoản mục chi phí nhá. Cái ông này là ông lương này ấy, là ông không biết là cái đây các bạn chọn chi phí nguyên liệu, chi phí nhân công trực tiếp này, nhân công trực tiếp này sau này chúng ta cũng phân bổ cái 622 này theo cái nguyên vật liệu trực tiếp các bạn nhé. Chúng ta chọn lưu này. Đấy, thế sau khi các bạn lưu ấy thì các bạn phải khai báo đầy đủ khoản mục phí đây thì nó mới cho các bạn lưu chứng từ lại nhé. Đấy, chúng ta xem lại xem nhé, xem tí này, cái báo cáo nó có được ba cái khoản mục chi phí rồi đúng không? Bảng cân đối phát sinh tài khoản này. Nhiên là sắp tới rồi, đầu tư cái máy bật phát nó chạy luôn, cái máy này nó cũng cũ quá rồi. Ở đây các bạn nhìn thấy là nguyên vật liệu đã có nhập mua về phát sinh nợ rồi đúng không? Có 622 đây rồi, có 627 đây rồi. Thế các bạn chọn tiếp này. Bây giờ chúng ta tính giá xuất kho. Tính giá xuất kho này. Chọn tính tháng 1. Ở đây cái chức năng tính giá xuất kho thì các bạn lưu ý là cái phần chọn tính kỳ này là tính theo tháng. Nhưng mà ở đây ví dụ chúng ta chọn cả năm thì chúng ta chọn đây là kỳ tính giá là 1 tháng thì nó sẽ tính lần lượt từng tháng 1 nhá các bạn. Còn các bạn chọn 12 thì nó sẽ ở đây 12 thì nó tính một lúc cả năm bình quân luôn. Rồi ok các bạn chọn tháng 1 này. Các bạn chọn tính giá này. Chúng ta đã tính xong đúng không? Chúng ta vào phần kho chúng ta xem tổng hợp nhớ tồn tí. Đây. Đấy, chọn kho nguyên vật liệu nhá. Đấy, chọn nhầm rồi. Đáng nhẽ chọn tháng 1 để chọn tháng 8 đúng không? Chọn tháng 8 đi. Đây chọn kho này xem nào. Các bạn chọn tất cả kho các bạn chọn đây nhá. Còn không là tôi ở đây tôi chọn kho nguyên vật liệu rồi. Đấy các bạn nhìn thấy đã có giá trị xuất ở đây rồi đúng không? Xuất 30 là 60 triệu này, giá trị xuất cái này nó lên 621 rồi. Các bạn vào bảng cân đối phát sinh. Các bạn lưu ý là theo dõi đi, các bạn theo dõi đi vì nó liên quan đến cả cái vấn đề là tính ra cái giá cái chuyển số liệu và cái ấy nữa. Đây các bạn nhìn thấy là có xuất đây rồi đúng không? 627 đây rồi đúng không? Rồi ok, chúng ta 621 có rồi, chúng ta chọn xuất kho xem nào. Kiểm tra lại nhá.
Đây, chỗ này nó bị sai đây, các bạn nhìn thấy không? Tôi chỉ nhìn qua là tôi biết ngay là nó không vào cái tài khoản 6271 đúng không? Hay là cái 627 thì đương nhiên rồi nhỉ? Tôi cứ để 621 đi nhá. Ở chỗ này để 621 để làm sao? Để giới thiệu với các bạn cái chức năng phân bổ cái chi phí nguyên vật liệu cho các bạn. Đây là nguyên vật liệu này. Nhưng mà cái chi phí nguyên vật liệu này ấy, thì nó lại không biết là của sản phẩm nào. Có nghĩa rằng cái chi phí hai cái bên trên thì chúng ta biết là cụ thể cho sản phẩm nào rồi, nhưng cái bên dưới nó vẫn là nguyên vật liệu nhưng mà lại không biết là của sản phẩm nào. Thế buộc chúng ta sẽ phải phân bổ cái giá trị là 1.690.000 này, có thể là theo cái tỷ lệ của nguyên vật liệu có sẵn. Rồi ok, các bạn xem lại bảng cân đối phát sinh tí nhá. Thôi chắc là không cần xem nữa phần này rồi. Các cái phần tài sản cố định các bạn tính khấu hao, phần công cụ dụng cụ các bạn trích phân bổ. Đấy là xong cái phần chi phí. Bây giờ chúng tôi sẽ nói cho các bạn cách thức các bạn làm cái chuyển số liệu này, tổng hợp số liệu nha các bạn. Đây bây giờ này, tổng hợp hợp số liệu này, tổng hợp số liệu này. Đây, gồm có kết chuyển chi phí này, phân bổ chi phí này, nhập kho thành phẩm này. Rồi ok, chúng ta bây giờ sẽ làm tiếp một cái bước nữa là cái bước nhập kho thành phẩm nhá. Nhập kho này, chúng ta phải nhập kho cái số lượng sản phẩm chúng ta sản xuất ra. Đây nha các bạn, chúng ta nhập vào là ok, cứ nhập vào đâu đấy đúng không? Nhập vào này, diễn giải này, là nhập kho sản phẩm sản xuất này. Rồi ok, các bạn chọn nhân viên là thủ kho ở đây. Rồi ok, các bạn nhập kho vào ngày 31 tháng 1 đi. Các bạn tính toán được đúng không? Tấm trần nhựa này, kho thành phẩm này nhá. Ở đây chúng ta sản xuất được là bao nhiêu, sản xuất được là ví dụ như một nghìn mét đi đúng không? Tài khoản có ở đây 1541 nha các bạn. Các bạn lưu ý là cái này là 1541 và ghi nợ 155 nhá. Cái sản phẩm thứ hai này, ở đây chúng ta 1541 này, ở đây sản xuất được 500 mét đi. Rồi ok các bạn, rồi nhá các bạn lưu ý này, các bạn lưu ý là cái đối tượng tập hợp chi phí này, khi các bạn chọn cái mã hàng này thì nó tự động gán vào cái đối tượng tập hợp chi phí là cái mã của sản phẩm này luôn. Thế nên là các bạn yên tâm là cái này là tự động hết. Thế chúng ta bắt đầu làm này. Khai báo tài khoản kết chuyển. Ở đây chúng ta sẽ phải sửa một tí là 621 thì nó đưa về 1541 nha các bạn. Sửa lại ở đây vì chúng ta làm cho cái phần giá thành sản xuất sản phẩm. Thành ra là chúng ta đưa nó về 1541, cái 1542 là của thi công công trình. Đưa hết về đây, sửa hết toàn bộ nhá. Các cái 621, 622, 627. Đấy. Sau đây chúng ta chạy giá thành sản xuất sản phẩm. Chúng ta chọn kết chuyển chi phí. Cái này chúng ta chọn thêm mới. Các bạn ở đây đánh vào 3101 nhá, 3101 này. Thì ở đây các bạn nhìn thấy này, nó đưa về các cái tài khoản 154 bao gồm các cái khoản chi phí như sau. Đối với cái khoản 40 triệu này và 20 triệu này nó cụ thể cho hai sản phẩm này rồi, nhưng mà cũng có cái 621 là cái này nó không cụ thể ở sản phẩm nào. Vậy nên chúng ta cái này sau này chúng ta sẽ phải phân bổ nhá.
cái 622 lương này này, cái 627 là cái chi phí gì đấy, chi phí công tác phí hay sao, à, đúng không? Chọn lưu này. Chúng ta thoát ra. Thì về cơ bản là chúng ta đã vào phần giá thành sản xuất, là chúng ta đã nhìn được là cái giá thành của thằng này về cơ bản là nó lên được hai cái nguyên vật liệu rồi, là cái 40 triệu và cái 20 triệu. Các bạn nhìn thấy có 20 triệu và 40 triệu này. Bây giờ chúng ta sẽ phân bổ. Chúng ta chọn mục phân bổ chi phí. Chúng ta chọn thêm mới. Các bạn chọn tháng 1. Đầu tiên chúng ta sẽ phân bổ cái chi phí nguyên vật liệu mà có 1 triệu mấy đấy. Chọn nguyên vật liệu trực tiếp này. Các bạn chọn lấy tiền phân bổ, nó ra ngay 1.690.000 rồi này. Là cái chi phí mà nó không cụ thể, nó vẫn là nguyên vật liệu nhưng không cụ thể trong một sản phẩm nào. Đấy, chúng ta sẽ phân bổ theo nguyên vật liệu trực tiếp nhá. Các cái tiêu chí ở đây rất nhiều. Các bạn có thể phân bổ này, chi phí trực tiếp là các cái chi phí đã phân bổ sẵn này. Tuy nhiên ở đây chúng ta chọn nguyên vật liệu trực tiếp, chúng ta chọn phân bổ, các bạn nhìn thấy không? Nó phân bổ 1.600.000 này ra cho hai cái sản phẩm này với trường này tiền. Theo cái chi phí nguyên vật liệu trực tiếp nó tính ra bên sau này, các bạn chọn lưu. Thế bây giờ các bạn vào phần giá thành, các bạn hãy nhìn thấy là nó đã tăng lên. Nguyên vật liệu trực tiếp nó đã tăng lên theo giá thành rồi. Các bạn nhìn thấy không? Ở đây đã là 20 triệu này, ở đây 41 triệu này, đúng không? Rồi, ok, bây giờ chúng ta phân bổ tiếp chi phí nhân công. Chúng ta phân bổ tiếp chi phí nhân công này. Chọn tháng 1 nhá. Tài khoản 1541 này, vì chúng ta đã kết chuyển số liệu về đấy rồi, thành ra chúng ta bây giờ chỉ phân bổ chi phí trên tài khoản 154 thôi. Để nó vào giá thành, chúng ta chọn này 13 triệu, thấy chưa? Chúng ta phân bổ này, nó chia cho mỗi thằng một ít này, lưu. Bây giờ chúng ta chọn thêm mới này, phân bổ tiếp cái chi phí chung. Ở đây là 154 và chi phí sản xuất chung, lấy tiền phân bổ, lấy đúng 3 triệu các bạn này. Phân bổ, ok, chúng ta chọn lưu. Thế là chúng ta đã phân bổ xong cái phần này, chúng ta lên bảng giá thành thì chúng ta cơ bản là chúng ta đã nhìn thấy rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Chi phí chung này, chi phí nhân công này đã có rồi. Cái cột mà cột công đoạn trước này ấy, thì là hôm sau chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức làm đối với các cái doanh nghiệp mà sản xuất sản phẩm nhiều công đoạn. Ví dụ như là một cái công ty sản xuất gạch chẳng hạn. Nó đơn giản là một cái công ty sản xuất gạch thì nó có hai công đoạn. Công đoạn thứ nhất là nó làm ra cái viên gạch mộc, tức là cái viên gạch mộc trước khi đưa vào lò đốt ấy, gọi là cái viên gạch mộc, và nó phơi khô trước khi đưa vào sản xuất sản phẩm. Hôm sau tôi sẽ lấy ví dụ cụ thể cho một cái đơn vị đấy là nó có hai công đoạn, và sẽ làm cho các bạn một cái đơn vị mà nó có nhiều công đoạn sản xuất từ công đoạn này sang công đoạn khác. Thế bây giờ nhá, chúng ta vào này, sau khi chúng ta làm xong giá thành rồi ý, là chúng ta lên được bảng phân tích giá thành này rồi, chúng ta chọn tính giá. Tính giá này để làm gì? Tính giá này nó mục đích là nó áp cái giá vào trong cái phiếu nhập cho các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy này, cái giá thành đơn vị nó là 52.000. Các bạn nhìn thấy không? Số lượng sản phẩm nhập kho thì đã nhìn thấy này, 500 và 1.000 này. Các bạn nhìn thấy là giá ở đây nó bằng nhau à? Thế tôi sửa tí là thấy giá khác nhau nhá. Ví dụ như ở đây nhá, là cái phần nhập kho. Các bạn nhìn thấy nhập kho này. Phần nhập kho nhá, nhập kho thành phẩm này. Ở đây chúng ta đừng có để 500 nữa, nó tỷ lệ nó nhìn nó ấy quá. Chúng ta chọn 700 đi, 700 nhá. Các bạn hãy nhìn thấy có sự khác biệt khi nó chia cái tổng giá trị, nó chia cho giá thành nó ra được 700, nó khác với 500 đúng không? Các bạn nhìn thấy không? Giá ở đây là 37 này, 364 này, 52310 này. Đó, thấy nó có sự khác biệt chưa? Chúng ta bắt đầu áp giá cho sở phiếu nhập kho này. Cái nhập kho nó chưa có giá, đúng không? Thế nên là chúng ta chỉ nhập số lượng thôi. Các bạn nhìn thấy không? Cái giá
giá thành đơn vị bây giờ nó ở đây là như này, chúng ta chọn cập nhật giá đi. Đấy, bây giờ chúng ta quay lại này. Quay lại cái phiếu nhập kho nhá. Đây xuất rồi đúng không? Vào nhập đi. Xem cái giá thành phẩm nó đã đưa vào trong phiếu nhập chưa? Đây nó có giá trị tiền đấy các bạn. Đấy, thấy chưa? Bạn nhìn thấy không? Nó cụ thể cho các bạn đấy, đây rồi đúng không? Đơn giá này, thành tiền này. Ok, chúng ta đã thấy phát sinh 155. Thế bây giờ chúng ta vào báo cáo bảng cân đối phát sinh xem nào. Xem cái tài khoản 154 nó đã ổn định chưa? Đây các bạn thấy không? Lúc nãy là chúng tôi có nói là đối với các cái doanh nghiệp mà sản xuất một sản phẩm là một công đoạn là nó không có dở dang, nhưng mà toàn bộ 154 nó đưa lên hết 155 này. Thế bây giờ việc của chúng ta là xuất bán nữa thôi, còn cái giá thành như các bạn đã nhìn thấy là nó lên hết rồi. Thế thì ở đây chúng ta có xuất bán hàng ấy, thì chúng ta xuất bán ra thì tính giá vốn là nó xong, là cái phần sản xuất cho một công đoạn sản phẩm. Thế thì nó cũng không có gì là khó, chúng ta có thể làm thuế, làm thuế này, báo cáo tài chính này để xuất sang hỗ trợ khách hàng luôn này. Thế thì hôm nay là chúng tôi cơ bản là chúng tôi sẽ nói cho các bạn nghe về cái phần này thôi, cái phần mà phần sản xuất một sản phẩm thôi. Ở đây chúng tôi sẽ cảm ơn các bạn đã theo dõi nhá. Mọi hỗ trợ các bạn gọi theo số 0948137333, 0912221031, rồi ok like và share giúp fanpage của mình nhé. Thank các bạn rất nhiều. Đây, hôm sau này. Hôm sau giá thành cho công ty sản xuất hai công đoạn như nhà máy gạch Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.